nhìn lại cái dòng kênh Tàu Hủ nè. Xin phép dừng xe tí xíu nha, để mình ngắm nhìn dòng kênh nhé, cho các anh chị ngắm nhìn dòng kênh nè. Đó, cái dãy nhà sàn. Đó, và trước mặt chúng ta đó là chung cư Khánh Hội, vùng đất Khánh Hội ngày xưa đã giải tỏa rồi, đã không còn nữa. Đây cầu sắt, những nhà ở đây là nhà sàn không ạ, những nhà bên phải đó. Và nhìn lại những hình ảnh của dòng kênh ở phía dưới cây cầu Ngầu Dừa, những dãy nhà tôn, những cái nhà sàn. Đường này sẽ thông ra cái đường Khánh Hội. Chưa có thông ra hay không ha, em đoán đại. Nếu thông thì mình chạy ngược trở lại. Ủa, chị cho em hỏi, cái hẻm này đâu có thông ra Khánh Hội được hả chị? Hết hả? Cảm ơn chị. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới tốt lành. Và hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là chợ Nancy ngày xưa, và cũng là con đường Nguyễn Văn Cừ ngày hôm nay. Và hôm nay nhân tiện đi qua quận 4 rồi dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi về một cái địa điểm xưa, nơi đó có rất nhiều cây cầu, và nơi đó cũng có rạp chiếu phim, rồi những con hẻm. Và ngày xưa vùng đất đó người ta gọi là vùng đất dữ, và chắc có lẽ anh chị cũng đoán ra được đâu rồi ha, đó là con đường Bến Vân Đồn quận 4. Và con đường Bến Vân Đồn ngày hôm nay rất là đẹp, nhưng ngày xưa thì cũng có rất nhiều cây cầu như cầu Dừa, cầu Trông, cầu Kiệu, những cái cầu bắc qua những cái con rạch nhỏ đi vô cái khu thôn xóm lao động ngày xưa đó. Ở đó có những cái hẻm Hãng Phân, hẻm Hiệp Thành, hẻm Nam Tiến thuộc đường Bến Vân Đồn. Và hôm nay chúng ta có dịp quay lại, và mình sẽ nhìn ngắm là một số hình ảnh của Sài Gòn ngày nay, rồi hồi tưởng là một số hình ảnh của Sài Gòn ngày xưa, một thời vùng đất gọi là vùng Khánh Hội. Nơi đó có rất nhiều sông rạch, hẻm hóc chằng chịch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuất phát đi thẳng hướng này. Mình sẽ đi lên cầu Nguyễn Văn Cừ. Đối với ngày xưa trước hơn 10 năm về trước thì không có cái cầu này. Và sau này mới có cái cầu này, và bắc ngang qua dòng kênh Tàu Hủ đi qua quận 8, nối liền quận 5 và quận 8. Và ở giữa thì có một cái nhánh để quẹo phải để đi về quận 4. Ngày hôm nay rất là thuận tiện. Ở đây chúng ta thấy có xe bán chuối nè, đẩy xe chuối của vợ đẩy lên cầu. Một hình ảnh nói chung là rất là thân thương. Chồng đi rước con về, vợ bán chuối, gia đình ở Bến Tre. Bởi vì em nhìn thấy biển số 71 nè, có lẽ là Bến Tre đó. Họ bán chuối thì bán theo xóm luôn á, nguyên xóm họ thuê ở một cái nhà trọ, rồi họ đi bán chuối mỗi ngày, chuối xiêm, những trái chuối, những trái đu đủ, những đặc sản của miền Tây.
chúng ta sẽ quẹo phải ha, quẹo phải xuống để mình đi xuống quận 4, đi thẳng là mình qua quận 8 đó. Hôm nay Sài Gòn không có nắng, bầu trời xám xịt, không khí thì hơi lạnh lạnh, mát mát, giống như là sắp Tết vậy đó. Mà hình như nhìn cái cảnh nó hơi buồn vậy lắm, hơi buồn, không vui lắm, không sáng vậy lắm. Và cầu Nguyễn Văn Cừ ngày hôm nay thì tôi thấy rất là thuận tiện, từ quận 5 mình có thể đi qua quận 4 rất là dễ dàng. Và ngày xưa từ quận 5 mà muốn đi qua quận 4 là phải đi qua quận nhất, hoặc là đi qua quận 7 rồi mới qua quận nhất được. Ngày hôm nay thì nhờ có cái cầu Nguyễn Văn Cừ chúng ta đi thẳng qua quận 4 luôn, rất là nhanh. Và ngày xưa ở đây là cuối đường Bến Văn Đồn, ở đây có những cái nhà kho, nhà xưởng. Em nhớ ngày xưa thì có nhà máy sản xuất gì đó, nhưng mà hồi xưa thì bỏ hoang, có một vài nhà xưởng sản xuất. Đây là cầu Kiệu. Đầu tiên chúng ta sẽ đi qua cầu Kiệu. Mình nhìn lại cái dòng kênh Tàu Hủ nè. Xin phép dừng xe tí xíu nha, để mình ngắm nhìn dòng kênh, cho các anh chị ngắm nhìn dòng kênh nè. Đó, cái dãy nhà sàn. Đó, và trước mặt chúng ta đó là chung cư Khánh Hội, vùng đất Khánh Hội. Rồi ta tiếp tục, mình sẽ quẹo vô cái hẻm ở dưới chân cầu cầu Kiệu này, để mình xem cái xóm lao động, xóm nhà sàn ở đây như thế nào. Ở cuối đoạn đường thì bây giờ có một cái công viên ở dưới dốc cầu, dưới chân cầu Nguyễn Văn Cừ đó. Và ngày xưa cũng là một cái xóm dân cư, nhưng mà là cầu ông Ba nè, nhưng mà ngày xưa đã giải tỏa rồi, đã không còn nữa. Đây cầu sắt, những nhà ở đây là nhà sàn không ạ, những nhà bên phải đó. Biết cái hẻm này có là đi đâu không, hay là hẻm cùng nữa. Cuối đường là cái gara, chúng ta sẽ quẹo trái đi lòng vòng trong cái khu sơn. Ở bên đó thì đa phần là nhà sàn bên tay phải chúng ta đó, còn bên mặt bên đây là đất liền. Ngày xưa thì những anh chị theo dòng kênh lập nghiệp, rồi xây nhà ở tạm, rồi thời gian thì ở luôn. Nhưng thành ra những cái nhà đó không có, mà chưa có xây. Hẻm này là hẻm cung đó. Hẻm đó là cuối đường Tôn Thất Thuyết. Xóm chợ chợ Long Kiển. Ta sẽ quay trở ra nha, để mình xem còn cái hẻm nào nữa không.
nhìn lại những cái dãy nhà, nhà sàn. Bên phải mình đó là chung cư Khánh Hội. Chạy một vòng vô đây xem sao. Và hẻm này là hẻm cùng rồi. Hẻm này hẻm cùng rồi phải không em? À, cảm ơn. Anh thấy những nhà gác cây nè, nhà gác cây, gác gỗ. Những hình ảnh rất là thân thương. Lên. Nhưng mà bây giờ cũng đâu có cách nào khác, đâu có sự lựa chọn nữa. À, chúng ta đi ra đường Bến Vân Đồn rồi nè. Chúng ta sẽ chạy một dọc trong con đường Nguyễn Khoái này và đi ra cái không đi qua cầu Dừa đi ha. Mình đi qua cầu Dừa, mình sẽ đi vô cái hẻm ở trong cầu Dừa nữa. Bên đó cũng là một khu dân cư, khu xóm lao động. Chúng ta thấy sự trái ngược giữa mặt tiền đường và bên trong hẻm của đường Bến Vân Đồn. Ở ngoài đường thì đất vàng, nhà cao cửa rộng, còn ở trong hẻm thì những nhà gác gỗ không được phép xây dựng, do đó là nhà sàn đó. Bây giờ chỉ nếu mà trong đó mà có giải tỏa nữa thì không biết anh chị đi về đâu. Bây giờ cái mặt đường Bến Vân Đồn này chúng ta nhìn thấy rất là sạch đẹp. Bên cánh trái ngày xưa bán hoa kiển, cũng là một cái dãy nhà sàn ven sông. Nhưng mà bây giờ thì không còn. Bây giờ đổi lấy hình ảnh của một cái công viên, cái bờ kè dọc theo dòng kênh Bến Nghé này. Lúc nãy em tưởng đâu những cái hẻm đó nó xong thông ra đường Tôn Thất Thuyết chứ, nhưng mà cuối cùng thì không có thông. Ngày xưa ở đường Bến Vân Đồn này có một cái rạp chiếu phim Ấn Độ, nhưng mà ngày hôm nay thì không còn nữa ha. Phía trước chúng ta đó là cây cầu Dừa. Ở mặt tiền này thì đa phần là building, nhà cao tầng không à, nhà bự không à. Chúng ta sẽ đi qua cây cầu Dừa cũ à. Và cái cầu Dừa mới thì nếu mà đi thẳng thì cầu Dừa mới, còn qua đây là cái cầu Dừa cũ. Và thấy rất là nhiều anh chị tập
trùng ở đây. Mình thấy nhìn thấy hình ảnh của Sài Gòn buổi chiều nè, trong thôn xóm lao động. Ở đây là số 270 Bến Nhân Đồn. Nếu mà Sài Gòn bây giờ là 5 giờ chiều. Nhìn lại những hình ảnh của dòng kênh ở phía dưới cây cầu Ngô Dừa, những dãy nhà tôn, những cái nhà sàn ven sông. Rồi chúng ta tiếp tục ha, mình sẽ quẹo một vòng vô hẻm này. Hẻm này là hẻm 254 Bến Văn Đồn. Không biết hẻm này đi về đâu đây. Chúng ta cứ đi ha. Đường này sẽ thông ra cái đường Khánh Hội. Không ra hay không ha, em đón đại. Nếu không thì mình chạy ngược trở lại. Ủa, chị cho em hỏi, hẻm này đâu có thông ra Khánh Hội được hả chị? Hết hả? Rồi, cảm ơn chị. Phải đi ra đường lại thôi. Cái hẻm ở đây rất là chằng chịt. Đúng chưa? Đúng chưa?
đồ đồ. Sớm này rất là đông ha. Rồi chúng ta đi quay trở ra thôi. À, ở trong cái giờ chúng ta đi hai cây cầu, cầu Dừa với lại cầu Kiệu. Thì hai cái xóm ở dưới cái chân cầu đó thì là những cái hẻm đường cùng, không có thông ra đâu hết. Và hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại cái con đường Bến Văn Đồn, sự tương phản giữa nhà cao cửa rộng và nhà vách dán, vách dán sàn gỗ. Quận Tư bây giờ cũng rất là xôm tụ đông đúc. Rồi, chúng ta ra đây là đường Khánh Hội nè, con đường cổ của vùng đất quận Tư, con đường cổ của vùng đất Khánh Hội này. Một số hình ảnh ở khu xóm lao động, con đường Bến Văn Đồn gửi các anh chị và các bạn. Nếu ngày xưa chúng ta có từng ở khu này thì hôm nay chúng ta có dịp nhìn lại và thấy sự khác biệt, sự chênh lệch quá lớn và cách quá xa giữa hạ tầng mặt tiền và bên trong những con hẻm. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye, bye các anh chị và các bạn. Ở phía trước chúng ta đó là đường Hoàng Diệu rồi đó.